Full HD màn cầu hôn 800 triệu đồng của Puka và Kim Tuấn Kiệt, khóa môi cực ngọt. Những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ trong buổi lễ cầu hôn giữa Puka và Kim Tuấn Kiệt đã được chính chủ tiết lộ. Sau thời gian hẹn hò bí mật, tối ngày 6 tháng 9 Kim Tuấn Kiệt công khai cầu hôn Puka vào đúng sinh nhật tuổi 29. Theo chia sẻ, cả hai đã có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Tối ngày 19 tháng 9, Puka và Kim Tuấn Kiệt đã hé lộ trọn vẹn khung cảnh buổi cầu hôn vào ngày 27 tháng 5, đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Theo chia sẻ, ekip đã tạo dựng hiện trường để lừa nữ diễn viên quay review cho một nhà hàng với mức giá 800.000 triệu đồng. Rất nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của Puka và Kim Tuấn Kiệt gồm MC Đại Nghĩa, Duy Khánh Du Du, Dung Phạm, Khánh Vân, Minh Tú, Cara Phương, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Chris Phan, Mai Quỳnh Anh. Trong khoảnh khắc đầy xúc động, Kim Tuấn Kiệt nói, hôm nay là ngày 27 tháng 5, chuẩn tròn 4 năm mình yêu nhau. Thế nên, anh quyết định dành ngày hôm nay cho em, chúc mừng kỷ niệm 4 năm của chúng ta. Chặng đường 4 năm của mình, em nhớ em đã nói rằng hồi mới quen hổng biết chừng nào mình yêu nhau được 1.000 ngày. Hôm nay đã là 1.460 ngày rồi, cũng nhiều hen. Hôm nay, anh muốn hỏi em một câu này, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Khi Kim Tuấn Kiệt chia sẻ, Puka liên tục hỏi ngược lại, nửa kia, của thường người ta hỏi là, em có chịu làm vợ anh không mà, đúng không? Hay, nhưng mà sao anh cầu hôn em hoài vậy? Thay vì trả lời, Puka đã dành tặng Kim Tuấn Kiệt một nụ hôn đầy ngọt ngào như một cách gật đầu đồng ý. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của Puka và Kim Tuấn Kiệt, nhiều sao Việt cũng đã không giấu nổi sự vui sướng và xúc động. Chỉ ít phút đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Phía dưới bài viết, dân tình thi nhau, thả tim và để lại nhiều lời nhắn tốt đẹp đến Puka và Kim Tuấn Kiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.